Ở buổi họp trước là chúng ta trong cái video trước ở đây xin lỗi có việc là tôi nghĩ là giờ 4 giờ. Thì vậy chúng ta nhớ nha, là lần sau chúng ta đặt vào đọc. Chúng ta đang ở trong cái phần trích dẫn, ta còn cả cái phần trích dẫn như phần cả được phía trên, nhưng mà vì rằng nó có sự giống nhau đối với trong cái phần trích dẫn như phần cả này, như phần cả chúng ta có chúng ta này, như phần cả này là một bộ đúng không? Thì chúng ta đi qua các bạn là một bộ được một loạt rồi, trong đó có đề cập tới cái hành tinh gì? Sangwarasi, Sangwarosina, Sina, Hero, Quang Bội đây. Chúng ta đã đi ở sân bay sắp xin đá khi đã có bốn cái hợp bộ là cái gì khi đã ra hai là sắp bút khi đã xin cá và là sắp qua ra bố là cái gì ở nghĩa thứ ba chúng ta đi đến cái nghĩa thứ ba rồi nha trong nghĩa thứ ba là đã gặp bốn sinh vật gia và chúng ta mới đi vào là sinh vật gia để tiếp tiền của ta là để làm cho sắp qua ra xin đá thì trong cái sắp qua ra xin đá thì để là chúng ta có cái bài sắp qua ra tức là và đi một khác sau khi nhà nát thành tí và nhiều nhá và khi mà đề cập tới sau khi thì nó lại giống như là cái gọi là cái sự việc khác thì nên chúng ta phải ở cái phần cái này để giải như vậy đó là chính nhất đó đó là cái phần tóm tắt nhỉ mình khỏi cần phải nói lại nhỉ chỉ cần mở ra như vậy dựa vào cái Patisamina Makkha thì chúng ta đang ở cái thứ hai câu là Sutta Samvare Danya Sutta Samvare Danya gửi cái gì đó mà phải sang đi làm ăn ở trong cái khu mỏ. Dạ, ok. Đây là lúc trước là sẽ chỉnh cho các vị này. Có cái này gửi cái chỉnh là chỉ có được rồi. Đúng rồi, cái câu mà đầu tiên chúng ta học là Sota Vadani Panya Sutta Panya Năng tức là tuệ quả như là sự hiểu biết khi nghe chính là trí có được từ việc đã nghe. Các vị lưu ý cái cách đó nhỉ? Ở đây là Panya và Nha Năng được chia cùng cách với nhau cả. Được chia cùng cách với nhau cả nhỉ? Thì cái từ mà gọi là Sutta Vadani Panya này là cái câu thứ hai. Câu thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rằng là tại vì khi mà sư gọi như vậy thì dùng chung một nghĩa như vậy luôn. Cái câu thứ hai tức là suốt toa đó sang qua rìa căn nhà si nó mới gì nhà năng tuệ trong sự túc luyện sau khi nghe chính là trí có được từ giới. Đó là cái nghĩa của cái câu đó hả? Cho nên khi mà trong cái phần mà tất cả đã bắt đầu tắt ra là hai xuất qua tức là tuệ trong sự thúc điểm sau khi nghe và sau khi nghe cái gì tức là sau khi nghe bằng tai về những lời dạy của Đức Phật theo nghĩa phía trên ta tiếp nối nha ta nghĩa ra tức là trong 73 loại 73 cái điều kiện mà khởi sanh trí này thì cái điều kiện đầu tiên đó là gì phải lắng nghe pháp cái điều kiện thứ hai tức sau khi lắng nghe rồi thì cái gì cần phải có sự áp dụng thực hành trong cái khi mà gọi là quán chiếu áp dụng thực hành nó sẽ gây ra sự tốt liệt như vậy tức là ngăn trừ những phiền não ngăn trừ ở đây sang qua rá chúng ta có bao nhiêu nghĩa và có bao nhiêu cái sang qua rá sang qua rá có năm nghĩa sang qua rá ba tí bốn khá sa tí nhà na khăn tí và quy rí nhá quy rí nhá mọi người quy rí nhá để được nha như vậy là sau khi bạn đã lắng nghe pháp rồi thì cần phải áp dụng thực hành áp dụng thực hành ở đây là bao gồm ba tí bốn khô ba tí bốn khô tức là cái gì
toàn bộ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn được giá định cho chúng tỳ kheo ni, sa nhi, sa nhi ni và cũng như sức camera không có cư sĩ nha. Thì cái đó được gọi là ba tí bóc khác sang quá rác gì ha. Ông sư dị là cư sĩ là không năm giới, tám giới là không có phải gọi là cấp. Khi mà đề cập là si ná quý xuất đế, tức là yếu tố thanh tịnh bởi do giới, thì cái đó đó bao gồm luôn cả mà giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa nhi, sa nhi ni, sikhamana cũng như là cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng mà khi mà đề cập về ba cái móc khô này, nhấn định rõ rằng là cái gì cái cảnh tức là chỉ giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là có một xuất gia thôi. Yeah. Tức là tỳ kheo thì 257 giới, tỳ kheo ni là 311 giới, sa nhi đó là 10 giới chính hả? Rồi tương tự như vậy sa di ni, rồi bắt đầu là sik khamana là 6 giới, và bắt đầu cận sự nam cận sự nữ là ngũ giới, hoặc như là bát giới, năm hoặc là tám. Riêng với ba cái móc khô thì nó phần mở là ba cái móc khác trong cái phần này đó, thì chúng ta cần phải hiểu tức là nhấn mạnh trong cái vấn đề là giới thôi, nhưng mà vẫn phải được hiểu rằng tức là bao gồm luôn cả giới của mà giới của cư sĩ nè. Tại vì khi mà đề cập về bốn cái parisotti sila, bốn cái thường hay được dịch tức là nghĩa thanh tịnh giới hả, parisotti sila, cái chữ sila là bao gồm luôn cả giới học cũng như là đức học đó, mà phải được khéo thanh tịnh nhờ vào những yếu tố này, thì trong đó thì bao hàm luôn cả nhưng mà chúng ta tại cái chữ parimokkha khi mà phân biệt, khi mà phân tích mà theo cái gì chúng ta còn nhớ là đây cái phần trích dẫn trong cái gì trong quý băng giá, cái nghĩa mà ba tiếng mốt khác nè, tức là có cái sự hoàn, có cái sự mà gọi là khởi sanh, phát khởi, thành tựu và có được ở trong cái việc mà thu thúc trong các học giới nè, thì cái đó được gọi là patimokkha sangvara sangvaro. Chúng ta mở trước cái phần mà quý băng giá này đã, quý băng giá 51 rồi đã, quý băng giá 51 rồi cái gì rồi ở đây đó thì trong cái phần chánh văn của quý băng gá đó, được gọi là cái món cá tức là si lăng hả, patitha tức là cái sự an trú, nó cũng có nghĩa là cái điểm khởi đầu sự thực hành vân vân, một loạt này cho nên chúng ta đã biết nghĩa rồi. Như vậy an trú theo nghĩa tức là cái gì, là cái yếu tố cần phải được hoàn thiện đầu tiên trong quá trình tu tập. Điểm đầu tức là khi đề cập về giáo lý toàn lời dạy của Đức Phật được phân ra là ba phạm trù, tức là Adivacca và Pariyana, tức là cái phần cuối, phần đầu và phần cuối, phần đầu, phần giữa, phần cuối.
Và dựa theo mà ở tất cả thai cho cái đoạn này đó thì ba cái móc cá nó đồng nghĩa với việc Sikha Parasi Lăng hả? Trong cái phần này Sikha Parasi Lăng. Như vậy thì dựa vào cái phần mà trong một quý băng gá và cũng như là quý băng gá Atakatha đó thì chúng ta dùng từ ngữ Sikha Parasi Lăng, và Sikha Parasi Lăng thì bao gồm luôn cả mà các học giới của cư sĩ luôn. Chúng ta có hiểu như vậy luôn. Thì rằng ở đây mục đích là cái gì? Tăng hi yo nang pa ki rakati tăng mốc khe ti mô chi yate a pa i ka re hi đức khe ni tas ma pa ti mốc khan ti vun tăng. Do vậy được gọi là ba cái mốc khác nè. Gọi là ba cái mốc khác là cái gì? Mốc khe ti mô chi yate tức là thoát khỏi, khiến cho giải thoát khỏi, khiến cho vượt khỏi tất cả những cái khổ đau trong bốn khổ cảnh. Ở đây là tâm hiến thật vậy ha. Cái gì mà bảo vệ, cái gì mà hộ trì ba tí, các cái tí, cái gì mà bảo trợ, bảo vệ, hộ trì. Mà khi cái năng này là rồi xin lỗi. Cái năng này ám chỉ tên là cái Sikhapadassi năng nhỉ. Thật vậy nè, ai đó mà gìn giữ, mà hỗ trì các học giới, cái ba tiếng móc khăn này, thì chính cái ba tiếng móc khăn này, móc khe tiếng mô chỉ giá tiếng, thì chính cái điều đó, chính cái năng này, chính cái năng này, chính cái ba tiếng móc khăn này sẽ giúp cho người đó thoát khỏi được những cái khổ đau ở trong bốn khổ cảnh ba giá này. Chính do vậy cho nó mới được gọi là ba tiếng móc khăn tiếng, ba tiếng móc khăn đó. Ba tiếng thì nghĩa tức là ba tiếng nó bằng cái rất khá tiếng nè. Móc khá tức là từ động từ mở, móc khe tí. Tức là người mà gìn giữ cái điều học này sẽ được giải thoát khỏi bốn khổ cảnh. Rồi. Như vậy chúng ta là có đề cập đến cái gì? Để mà gọi là quay trở lại cái vấn đề trước đó. Yeah. Tức là sau khi lắng nghe pháp rồi, thì cần phải áp dụng thực hành. Như vậy cái áp dụng thực hành ở đây và cái việc đó là cái sự mà tốc luyện, cái sự mà gọi là ngăn trừ sanwara, có nghĩa là sự tốc luyện, sự tự huấn ngăn trừ. Và tốc luyện ở đây theo năm cái nghĩa là patimokkha, giống như hồi nãy đề cập đến rồi. Rồi cái tiếp theo là sati, là sự tốc luyện nhờ vào niệm. Và patimokkha thì chúng ta đề cập đến bốn cái gì? Parisunisila, cái phần đầu tức là patimokkha sanwara sila, tức là cái sự thanh tịnh, mà nhờ về sự thanh tịnh về cái gì? Về các học giới, về các học giới, hay tức là các phạm trù mà đức hạnh đó hả? Các phạm trù mà cái đức hạnh được Đức Phật mà quy ước quy định như vậy. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái đức tin là cái yếu tố chủ đạo khiến cho vị hành giả có thể thực hiện hoàn thành trọn vẹn những cái học giới mà mình đã phát nguyện gìn giữ. Rồi cái thứ hai tức là sát tí nè. Sát tí ở đây thì chúng ta cho coi. Sát tí thì xuống dưới đây. Cái sát tí thì trong cái phần này chúng ta sẽ là sát tí là gì? Chắc khu mà không. Như vậy chúng ta phải khoan cái này cái đã. Tại vì chúng ta đang ở trong quý băng giá và chưa xong cái phần này. Tại vì trong phần quý băng giá chúng ta đang đề cập về năm cái loại mà sang quá rá, đúng không? Mà trước khi mà đề cập về cái việc là sang năm cái loại sang quá rá đó, thì ở đây mình đề cập tức là sau khi mà an trú vào giới si tăng tích tích tha này, theo nghĩa tức là giải thích trong bát tích sa vi đa mắc giác. Và cũng như quý sư đi bắt cá đề cập đến là gì là giới, thì có nghĩa là chỉ cái si lăng này trước, thì si lăng là dựa vào hai bộ đó đều là đặc tính là si lăng theo bốn nghĩa theo Patisamvita bắt cá, vậy như là quý sư đi bắt cá nha. Rồi thì em mở luôn cái đó đi, lát mình được mở lại. Đây, quý xuất đi mắc giá. Đây, cũng là cái gì? Thế nào gọi là giới đó hả?
giới ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó là cái gì? Đúng, đúng, đúng. Xin đừng kiếm cái câu đó vậy đó. Kiên si lâm. Đây. Ở đây, người ta trích dẫn này. Kiên si lâm này nha. Đấy. Đó là kiên si lâm hả? Thế nào gọi là giới là chia tana là chia tới si căng sang qua sang qua rô và awi tích căng mô. Đấy. Cái đó là trong mà quy sư đi mắc gá nha. Rồi, như vậy thì trong quy sư đi mắc gá trình bày cũng tương tự giống như ở trong mà bác sĩ Savida không sao là tương tự như trong mà quy bằng cả ta nha, cũng có đề cập về đây. Chúng ta đang, các bạn nhớ không? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở trong cái phần trích dẫn phần đầu tiên của cái đoạn 2 ha, của cái yếu tố của điều kiện mà tạo sáng trí tuệ đó. À, cái câu trích dẫn này là gì? Tức là ba cái bốc ra này. Đấy. Thì đây tức là trong quý con cá đoạn 5.1 thì chúng ta đang ở trong cái phần chú giải này. Và trong cái phần chú giải này đó thì cái phần trên này cũng có đề cập về đó là si lăng này này. Thì cái đó cũng nằm ở trong quý sư đi bóc giá luôn. Bằng chính tức là cái gì? Tức là cái đoạn này. Đấy, Sanguaro nè. Trong cái phần này tức là quý sư đi bóc giá. Quyển 1, đoạn 6 đó. Đó, cái đề cập nó nhận qua là những cái đó đó. À, xin lỗi, bữa trước là chúng ta học những cái đó đó. Thì chúng ta đang ở trong mà Vui Sư Đi Bóc Giá hả? Thì nó cũng tương tự khi mà chúng ta đề cập về cái Sati Samvaro đúng không? Chúng ta có nhớ không? Cái bài cũ đó thì đề cập về Sati Samvaro tức là cái gì? Em chỉ tức là sự phòng hộ các căn nguyên ha. Như được trích dẫn ở trong đi cái ca giá này. Ồ, các căn nguyên. Ví dụ như ở đây tức là xin lỗi các gì các các cơ quan cảm giác nha, các cơ quan cảm giác đó, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn đó. Thì cái chữ in đánh giá đó, tùy lúc vừa trước là sư phụ có nói rồi, cái chữ in đánh giá có thể lúc chúng ta dùng cái chữ căn, có nhiều lúc chúng ta dùng cái quyền đó, quyền đó là cái chữ tức là khả năng, căn tức là gốc, là cái nơi mà gọi là khởi sanh cái gì, là cái nơi mà có thể khởi sanh cái tâm thức, là gốc. Nó cũng bằng với cái chuyện một quá thú luôn. Tức là nơi đó khi mà cái đối tượng bên ngoài khi mà tiếp xúc với lại cái vật mà phải quan trọng. Tại vì khi mà đề cập đến gọi là để mà có thức và khởi sanh thì cái yếu tố gọi là cái gì? Cái vật chất mà liên hệ tới tự thân của mình là yếu tố gọi là cực quan trọng so với cái đối tượng bên ngoài. Tại vì đó là cái gì? Các yếu tố gọi là căn gốc rễ như vậy. Thì nhờ vào cái phần vật chất này, căn gốc rễ tức là con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, toàn châu thân này, gọi như là cái hari quá thú, tức là nên và trú cho ý thức như vậy. Thì chính nhờ những cái phần này là thuộc về cái vật chất trên cơ thể chúng ta, thì nhờ vào đó cho nên cái tâm thức mới khởi sanh được khi mà tiếp xúc với lại các trần cảnh bên ngoài, cho nên mới gọi là chữ căn ha. Ở đây chắc khuôn thời gian chúng ta phải hiểu như vậy, tức là yếu tố căn gốc, căn cội như vậy, nguồn gốc như vậy. Còn cái ý không có gọi là điểm trí giá mà gọi là hari quá thú, ba niềm trí giá. Mà niềm trí á. Như vậy thì được gọi là cái gì? Sati Samvaro. Rồi bữa trước đó, chúng ta cũng đi qua bên cái phần này rồi đúng không? Chúng có Sato rồi đúng không? Ở gì? Số 8 rồi này. Đấy. Bữa trước là có biết số 8 chưa? Đúng rồi, cái năm số 8 rồi này. Mày phải đưa xuống dưới nha, năm số 8 nha. Tức là tanha biết thiết kia đề sát của cha biết tác avijja nha, thiết chi nha. Rồi cái nghĩa đó ở trong đâu? Ở trong sutani ba tá hoặc như là trong đâu? Ở trong đâu? À, chu lá nít đề sát nha, cái phần giải thích mà hôm bữa mà xin trích cho các vị coi là ở trong chu lá nít đề sát trong tiểu bộ đó nha, chu lá nít đề sát đó. Vì rằng cái phần trích dẫn ở trong đâu? Ở trong một cái sự cái này là đang ở xin mời các vị cái này đang ở quý sư đi mắc giá nha, quý sư đi mắc giá đoạn số 6 thì các phần trích dẫn về cái nha nát sang qua đô tức là cái sự thúc luyện bằng trí thì cũng được trình bày tương tự như các phần mà thúc luyện bằng trí ở trong Patisamida mắc giá Atthakatha đấy, cho nên sư mới lấy cái trích dẫn tức là chu la ní nè, chu la ní đề sát từ xuất tánh ba nát giải thích có nhiều
chúng ta và bà chú đi đề sát nhận được nhiều hơn là cái cho nên chọn chú đi đề sát. Cái mà năm cái dòng nước đó, nhớ không, năm cái dòng nước rồi lô cá sa tí đó đó. Rồi chúng ta quay trở ngược lại, như vậy thì được gọi là cái gì? Nha đá sang quá rồ, tức là sự thúc đẩy cái gì ở đây nè, so ta năng sang quá răng pro mi, ta nói cái gì, ta nói sự thúc đẩy đối với các dòng nước này, tức là sự ngăn chặn là các dòng nước này nhờ vào đâu, nhờ vào sa tí. Năm cái dòng nước đó là nãy đề cập rồi ha. Bạn nghĩ rằng cái là cái gì, vị hành giả khi mà tu tập mà quán chiếu mà làm ngăn chặn năm cái gì, năm cái yếu tố dựa vào cái trường hợp mà Đức Thế Tôn mà thuyết cho cái vị Achita này hả, là năm cái dòng nước này là thường cuốn trôi tất cả chúng sanh trôi lăn trong vòng tử sanh luân hồi, mà một người khi mà đoạn trừ được năm cái dòng nước này thì đồng nghĩa rằng vị đó sẽ chặn đứng được cái dòng tử sanh luân hồi này. Và trong đó tức là ái kiến, phiền não, ác hạnh và vô minh, chúng ta sẽ thấy rằng có hai cái chi gọi là chi gốc rễ ở đây, tức là ái và vô minh, và chính cái đó cũng được liệt vào trong gọi là các phiền não ký lê sát. Và cũng chính do hai cái yếu tố này kết hợp với là cái tà kiến biết thí này, tại vì ba cái này là ái kiến và vô minh đều thuộc là phiền não, và chính ba cái này là cái yếu tố chủ đạo để tạo ra cái gì, tạo ra cái dukkha-rita và thuộc về thân khẩu, hoặc như là thân khẩu. Các vị thấy không, năm cái pháp này này, tăng ha biết ý kia sa du cha ri ta u cha này, chúng ta là tăng ha biết ý và a u cha, về gốc rễ của một tử sanh luân hồi tức là tăng ha và a u cha, nhưng mà về ba yếu tố và phiền não căn cội thì nó cũng chính là kia sa, và ba yếu tố này là yếu tố chủ đạo ha, để tạo ra các ác hạnh về thân và khẩu, và như thân khẩu đúng không? Đấy, như vậy chúng ta nhớ nhẹ dễ hơn đúng không? Đấy, thì một vị khi mà là có sự thúc liễm và bằng trí, trong cái lúc mà đến ngăn trừ cái đó thì được gọi là nha đá sa varo, nó khác với là sati sa varo nha. Sati sa varo tức là khi mà gìn giữ các giác quan, có sự cẩn trọng, có sự cân nhắc, có sự thúc liễm trong khi mà tiếp xúc với lại cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh kiến, cảnh vị, cảnh xúc hoặc cảnh pháp như vậy, thì đều có sự căng chừng, cẩn giọng như cần giọng như vậy, tức là nhiệt tâm như vậy, thì nhờ như vậy tức là phiền não không khởi sanh, tức là do niệm. Rồi nha đá ở đây tức là khi cả tức là dùng trí mà quán xét để loại bỏ năm dòng nước đó, và hơn nữa tức là cái gì ở đây còn đề cập thêm nữa, tức là bát chén giá bát ít siêu quá năm ít ít theo quá sa mô na là cái chất ít, chúng ta tắt là bát chén giá và bát ít siêu quá năng thật ít theo quá thật ít thá, và ở đây bát ít siêu quá năng Patisewana ở đây tức là cái sự thực hành. Patisewana là sự thực hành. Và Patcheya tức là nghĩa là gì? Điều kiện trở tác, hoặc như là duyên. Anh chỉ tức là cái gì? Patcheya Samisita Sila. Chúng ta còn nhớ không? Patcheya Samisita Sila có bốn cái gì? Bốn cái thanh tịnh giới đây này. Viết cho các vị đây này. Cái thanh tịnh giới là gì? Giá tú và rồi một là cái gì và thứ ba sang ba thứ ba sang ba thứ ba và cái tiếp là cái gì Indriya Samvara. Cái tiếp theo là cái gì? Jiva Pasuti Sila. Cái tiếp theo là gì? Bacinya sanisita.
Cái này nó dở vậy đó. Nó mà sai cái vâng, mình bôi ngay chỗ nào đó nó lấy cái nó nhảy chuột xuống bút dưới chữ cuối, cho nên là sửa ngay giữa chữ chữ được, cho nên là cái ác cũng dở. Batimos que San Juan Sila, Indonesia San Juan Sila, aquí voy a traducir Sila, ¿no? Como ya pedía San Isita Sila, pedía San Isita Sila, ¿no? Sila, ¿no? Batimos que San Sila. Cho nên thường hay đọc âm tức là biệt biệt giải thoát, biệt tức là từng phần giải thoát, tức là giữ được bao nhiêu giải thoát bấy nhiêu. Mà như vậy đó thì nó để cái nó mình đọc âm từ dịch từ âm tiếng Hán rằng điều ba tiếng mốt khác, chúng ta sẽ thấy rằng nó gì, người mà gìn giữ các học giới thì chính các học giới sẽ giúp cho người ta thoát khỏi khổ đau trong bốn ác đạo. Ba tiếng mốt khác có thể chúng ta sử dụng luôn cả nghĩa mà có ba cái bốc khác cho nó vững chắc vậy. Rồi a chi quá parisodhi hả, tức là mạng sống là parisodhi, tức là sự thanh tịnh, sự thanh tịnh tức là sự trong sạch trong cái việc mà nuôi mạng được thực hiện ra gì, nuôi mạng tức là cái gì, với thân và khẩu không có tạo ra thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Với mục đích duy trì mạng sống mà không tạo ra thân ác hạnh và khẩu ác hạnh thì cái đó được gọi là Achiwa Parisuddhi. Tức là cái việc mà nuôi mạng, gìn giữ cái mạng sống là một cái chánh đáng. Rồi Pachaya Samisita tức là Samisita tức là y cứ nè. Quá khứ tự sự tinh tịnh tức là dựa vào y cứ và cái gì? Pachaya tức là bốn cái duyên trợ. Bốn duyên trợ thì ai chỉ tức là cái gì? Bốn cái nhu yếu phẩm đó, tối cần, thức ăn, y phục, trú xứ, chỗ ở và cũng như là thuốc điều trị. Rồi, chúng ta quay trở ngược lại. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tức là cái gì? Ở đây cái mà patisse quan năm hả? Tức là sự thực hành, tức là cái sự mà gọi là tu tập phát triển làm tu tập phát triển trong khi mà sử dụng bốn cái nhu yếu phẩm này. Sammoda năng này chúng ta dùng cái nghĩa là gì? Ta chỉ tên là kết hợp danh từ trung tính nha. Như vậy Patisiva năng và Sammoda năng chỉ cùng kết với nhau cái chất tiếp. Như vậy là cái sự tu tập về cái yếu tố cuối cùng mà của Patisodisila Sammoda năng cái chất tiếp cũng được kết hợp ở đây. Tức là cái gì? Kết hợp ở trong mình nha Sangwaro. Sự thu thúc mà bằng trí như vậy đó thì bao gồm luôn cả cái việc mà quán chiếu để ngăn chặn năm cái dòng nước như trong phần trích dẫn của Chùa La Ni Đề Xá, hoặc y như là bao gồm luôn cả khía cạnh cuối cùng của bốn cái Parisuddhi Sila, tức là Pachaya Sannisita Sila, tức là dựa vào bốn cái gì, bốn cái nhu yếu phẩm này mà vị hành giả khi mà sử dụng, khi mà nhận lấy, khi mà đụng vào, khi mà sử dụng và sau khi sử dụng, tức là bốn cái thời điểm như vậy, thì vì nó cần phải dùng trí quan sát rằng những cái vật dụng này hẳn nhiên nó thuộc về vật chất, nó không có một thực tánh ở trong đó, nó không phải là tôi là ta gì cả, và các người mà thọ dụng này cũng là do cấu thành bởi nhiều cái thành tố, hay được gọi là do ngũ uẩn, hoặc như là do cái cảnh, đó là vật chất và tâm lý, chứ không có cái gì được gọi là tôi ăn hoặc như đây là quần áo của tôi, đây là trú xứ của tôi. Với cái trí quan sát đó thì nó sẽ thấy rằng tức là cái gì, nó là rộng không, nó là vô ngã, nó
nó không có gì trong đây cả. Và khi mà tiếp xúc cái vật, mà cái vật, cái thức ăn có bốn nhiêu cái phẩm đó, hẳn nhiên nếu được tạo ra một cách trang trọng như vậy thì hẳn nhiên nó có cái sự thu hút, nó có sự mà có sạch sẽ và trang trọng. Tuy nhiên khi mà đụng vào cái thân mà cấu quế này, cái thân bế trụ này, thì nó sẽ trở liền lên, trở là nhờn gớm, đáng cấu bẩn, đáng dơ, đáng trở thành cái vật bế trụ như vậy. Cho nên bị hành giả cái quán chiếu như vậy để gì, cái gì, vì cái tâm tham đắm trong bốn cái yếu tố này. Mà muốn mà tu tập được cái này cần phải, thì vị đó cần phải gì, phải dùng trí mà quan sát, cho nên mới được liệt vô gọi là nha đó, sang qua rồi, tức là sự thu thúc bằng trí. Thì không, ba cái mốt cái sang qua đó là nhờ cái gì, nhờ cái gì hả, sắp ra và đi giá sang qua đó là nhờ cái gì, sati rồi anh chị có cái số đi xin lá để nhờ vào cái gì, vuriya rồi cái này nhờ vào cái gì, nhờ đó rồi còn anh chúng được chữ chưa, là yếu tố chính yếu đó hả? Tại đi hết từng cái đi chứ bây giờ vô nữa rồi nó vào thêm ba cái lớp nữa rồi các chị sẽ rối nữa. Nên chúng ta ngưng vào tại cái lớp mà nó là quý tâm cái áp cái tha ra được rồi, ta không vào trong đó nữa. Để vào sau đó trích dẫn nữa là bắt đầu sẽ đi nữa. Rồi kế tiếp ở đây, tức là chúng ta đang ở quý sứ mắt cá nha, đang có phần trích dẫn của trong chúng ta cũng đang ở cái lớp thứ ba rồi. Thôi tới đây thôi được rồi ha, không đi sau nữa. Đi sau. Tại vì khi mà chúng ta học được quý sứ mắt cá chúng ta sẽ đi sau hơn. Rồi yopana năng khu kabo hồ ti si tát sa Onhasati Adina Machipanikaya 1-24 Namanya Anggotara Nikaya 6-68 Nagyena Akato Ajang Kampi Samaro Nama. Cái này chúng ta rất là dễ hiểu rồi. Bởi vì sao? Yokamohoti, người nào mà có cái sự kham nhận, là từ Kamati, có cái sự mà cam chịu, có sự mà chịu đựng như vậy. Banna hoặc Ajang. Ở đây là người nào mà có cái sự mà kham nhận đối với cái gì? Ở đây Sita đối với cái sự lạnh, của nó đối với cái sự nóng hả? Như trong mà trung bộ kinh bài kinh thứ hai, bài kinh mà chúng ta còn nhớ không? Đoạn trường lậu hoặc ha. Mà nhỏ nha, tại vì mở lớn cái đôi khi nó yếu, nó ra được không nhỉ? Tại vì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng có có những cái phiền não đó, có những cái lậu hoặc, có những cái pháp mà bất thiện như vậy sẽ được đoạn trừ nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái việc mà kham nhẫn ở đây. Kham nhẫn ở đây thì cái đoạn số 24 nha. Ở đây tức là, và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc cần phải được bạn trường nhật tham nhận? Ở đây này các tỳ kheo vị tỳ khu ha, có sự quán chiếu đúng tham nhận đối với lạnh nóng, sự đói khát, vị ấy tham nhận với sự tiếp xúc đến rồi, sự tiếp xúc của như là đến, chúng ta dùng theo của đấy ha, sự tiếp xúc của rồi mũi gió nắng các loài bò sát, với việc bị nói xấu và cách nói khiếm nhã, với các cảm thọ đau đớn, buốt nhói, mãnh liệt, khốc liệt, khó chịu, nghịch ý, nguy cấp mạng sống,
đã sanh thuộc thân. Thì như vậy đó được gọi là sự đoạn trừng nhờ vào khăn nhận ha. Đấy. Đó là phần trích dẫn đấy. Rồi kế tiếp ở đây. Như vậy khi mà đề cập về bốn cái thân tịnh đó thì không có cái khía cạnh đó trong đây nha. Vì rằng muốn mà thực hiện bốn khía cạnh này thì vị đó cần phải có sự kham nhận ở trong đây. Chính nhờ cái sự tham, chính nhờ cái sự kham nhận là yếu tố mà gọi là bổ túc trong đây thì vị đó mới có thể thực hiện được, hoặc như là gìn giữ được các học giới mà mình đã thọ nhận một cách trọn vẹn. Cũng chính do cái sự kham nhận như vậy cho nên vị đó mới có vấn đề đó là nuôi mạng, hoặc như là duy trì mạng sống một cách chánh đáng và không rơi vào thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Cũng chính do cái sự kham nhận như năm vị đó có sự tri túc, không có sử dụng một cách thái quá đối với bốn cái nhu yếu phẩm. Cũng chính do cái sự kham nhận cho năm vị đó có cái sự mà tinh cần, nhiệt huyết trong vấn đề mà hành pháp, tức là thực hiện, tức là tu tập mà để nhìn những các căn này, yếu tố được hỗ trợ đấy. Rồi vô cha gia tốc ban năng ca má quy tắc căn na đi Vasetiti Adina Bacchimanika giá 106 hả? Na dê tan Na dê na agarro ayam Viriya samparo nama. Ở đây tức là người nào ha? Đây là chủ từ đó này. Động từ chúng ta sẽ nói là agato này. Động từ sẽ được hiểu nằm trong đây ha. Người nào mà như thế nào? Agato tức là chúng ta dùng cái nghĩa là thực hiện không, như là tiến hành với cái phần trích dẫn ở trong cái bộ kinh này, tức là cái gì? Ajam uppanna, chúng ta sẽ thấy là ajam cha ajam tức là ajam, còn như ajam nhỉ? Ajam kama vitakkan uppanna, uppanna đây là quá khứ phân từ được chia cùng các nghĩa là kama vitakkan, tức là cái gì? Vitakka tức là cái gì? Sự suy tư, sự suy tư mà về dục, sự suy tư về dục nè. Chúng ta nên nhớ rằng quý bác cáo là nó mang tính cách là nó không có thuộc thiện mà cũng không thuộc bất thiện, nó thuộc về gì? Trung tính. Cho nên đó trong mà gọi là cho nên khi mà đề cập về các khuynh hướng đó, cái chá lý tá của hành giả khi mà tu tập như vậy, có 6 cái khuynh hướng hả? Căn bản thì cái khuynh hướng mà quy tắc chá lý tá là khuynh hướng mà gọi là nó không thiện và nó không bất thiện, nhưng mà phải dùng cái khuynh hướng thiện, phải dùng cái suy tư thiện này để mới áp chế những cái suy tư mà bất thiện. Thông thường nếu mà chúng ta không có hướng về điều thiện, không quân tu những phát thiện, thì hẳn nhiên tâm chúng ta sẽ suy nghĩ, sẽ hướng về những điều bất thiện. Ví dụ như tánh tham, tánh sân, tánh si, thì ba cái tánh đó hẳn nhiên là bất thiện rồi. Nhưng mà cái buddhi charita tức là cái tánh mà gọi là cái khả năng mà gọi là nhận biết, hiểu rõ, nhạy bén trong vấn đề mà các pháp như vậy, thì cái đó thuộc về thiện pháp. Rồi cái tánh mà gọi là sadda charita tức là cái bản chất mà gọi là thiện lành của cái niềm tin trong sạch nên nghiệp ổn, nghiệp nên tam bảo, thì nó hẳn nhiên thuộc về thiện pháp. Nhưng mà quý tắc cá hẳn nhiên nó đặt ở giữa. Cho nên người mà có quý tắc cá như vậy đó thì không phải dùng cái những quý mà gọi là kusala quý tắc cá để áp chế, để thay thế cho những mở akusala quý tắc cá. Bằng không thì thông thường chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ hướng về những cái điều bất thiện. Cho nên ở đây là ca má quý tắc cá tức là cái gì? Sự suy tư về dục uppanna đã khởi sanh. Người nào ha, mà agato, ở đây chúng ta sẽ thấy là na đi wasiti iti rồi adina. Na ở đây tức là na và adi ha, na tức là phân từ cố định không, rồi adi wasiti thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Đồng thuận, chấp nhận, cam chịu. Mà đi ná là không, tức là người nào đó, tức là một vị ha, vị nào mà không có chấp nhận, không có đồng thuận những cái gì, những cái suy nghĩ mà liên hệ đến các dục khởi sanh, như trong phần mà gọi là Macchimanika giá,
cái này thì nó là đại đạo của chúng ta. Thì chúng ta cứ đọc trước đi, lát thì chúng ta sợ vô xong chứ hết cái này đi chứ qua nữa nó bắt đầu nó bắt lấy được. Thì vị hành giả khi mà không chấp nhận những cái suy tư mà liên hệ đến các dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến ác tà kiến, liên hệ đến não hại như vậy, thì như vậy được gọi là viriya samvaro, tức là cái sự thúc luyện mà nhờ vào cái sự tinh cần dũng mạnh, cái sự nhiệt tâm, dẫu rằng có những lúc cần phải có thể là ép chặt lưỡi ở trên cái nắp họng để mà đoạn trừ những cái suy nghĩ mà sái quấy liên hệ đến các dục sân và cũng như não hại tà kiến của vật. Rồi kế tiếp như vậy thì cái câu này tức là cái gì? Ajiwa parisuti bi ethewa samudanagacchati, thì cũng tương tự như vậy luôn. Cái sự mà thanh tịnh là cái gì? Về cái việc nuôi mạng giống như đề cập ha, cũng được bao gồm samudanagacchati, cũng được bao gồm ở đây, tức là bao gồm trong cái phần mà viriya samvaro. Khi mà chúng ta đề cập về bốn cái sự thanh tịnh này thì cái thứ ba đó là cái gì? Ajiwa parisuti sila, tức là sự thanh tịnh mà về sự thanh tịnh trong cái việc mà nuôi mạng sống, duy trì cái sự sống này mà không tạo ra thân ác hạnh và khẩu ác hạnh, thì nhờ vào cái yếu tố cần phải sự tinh cần đây. Hoặc như là một vị khi mà với cái sự dũng mãnh, với sự tinh cần, không để cho những cái tư duy bất thiện nó khởi sanh hơn. Rồi đây thì anh nhận về trong video sang qua rồi. Và Baba Biruka Nang Kula Buta Nang Sambana Watuno Wirati Sattambe Tang Sangvara Silanti Wiritpang. Như vậy ở đây được gọi là, ở đây như vậy được gọi là năm cái loại mà Sangvara. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Wirati. Cái từ nữ tính ha, khỏi các đối tượng, chữ quách thú thì chúng ta dùng theo nghĩa là cái đối tượng nha. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Kula Buddha năng, đối với các thiện gia nam tử. Ba ba Biruka năng, chúng ta tắt là ba ba còn Biruka. Chia cùng cách với lại Kula Buddha năng hả? Biruka ở đây tính tự mang nghĩa là tức là sợ hãi, kinh hãi, tức là đối với những thiện gia nam tử mà sợ hãi những cái ác hạnh như vậy, những cái điều ác như vậy, thì cái sự ngăn Wirati tức là cái gì? Sự ngăn trừ từ cái gì? Những cái đối tượng, những cái chủ đề đó, quá thú đó, tức là năm cái sự mà thúc luyện phía trên đó mà đã được Sampatta, tức là đã được thực hiện rồi, đã đạt đến, đã được thực hiện. Tức là đối với cái người mà gọi là có cái sự sợ hãi những cái điều ác như vậy, người đó ngăn trừ với cái mục đích là để thành tựu năm cái loại Sangvara này, thì sắp bên sắp băng e tăng Sangvara si năng quy định tất cả. Tất cả những cái điều này đó cần phải được hiểu rằng chính là cái gì? Chính là Sangvara si lá, tức là giới thúc luyện hả? Thì cái nghĩa là gì? Cái nghĩa Sangvara nha. Tại vì cái chữ si lá chúng ta có bốn nghĩa đúng không? Một là cái gì? Một là chia tách ra, hai là cái gì? Chia tách si cá, ba là cái gì? Sangvara. Sangvara là có năm cái sangvara hồi nãy mình đề cập rồi. Bây giờ chúng ta tới là avitikamo hả? Avitikamo. Avitikamo đây tên là avitikamo silanti samadina silasa kayika vajja siko anatikamo. Anatikamo tức là nát bởi atikamo hả? Động từ sự được làm trong đây được gọi là cái gì? Giới không vi phạm hả? Ná và quy tích các má nha, không vi phạm, không vượt qua, thì ở đây tức là ná và atikamon này, tức là sự không vi phạm, không phạm phải, không vượt qua, tức là không có phạm. Không có phạm về cái gì? Kajika và wajasiko thuộc về thân và cái gì thuộc về
về lời, về khẩu. Tại vì chúng ta nói quen tức là thân khẩu, nhưng mà thực sự chúng ta là ca với cá, tức là thân và lời. Còn khẩu đó là chúng ta nói về cái gì? Cái nơi mà phát ra. Chúng ta nơi mà phát ra những cái gì? Những cái hành vi, những cái hoạt động có thể được biểu hiện từ thân, có thể biểu hiện từ cái miệng. Nhưng mà trong kinh văn đó, thì luôn luôn sử dụng đó là cái gì? Ca với cá và qua với cá. Tại ám nghĩa tức là cái hành động được tạo ra, nó không phải từ cái miệng của mình, mà nó gì xuất phát từ cái mục đích mà muốn nói đó. Ví dụ cái miệng mà nói dối, tức là phải có chủ đích nói sai sự thật. Chính do khi mà nghe cái âm, nghe cái biểu hiện, nghe cái dấu hiệu được ký hiệu bằng âm thanh như vậy, và người ta hiểu được cái mục đích mà đang muốn nói đó, thì nếu người ta hiểu được như vậy thì cái người vừa nói ra nó như vậy là phạm của việc nói dối. Cũng tương tự như vậy, khi mà nghe được cái lời mà đóng học, tức là mà đem cái chuyện của người A nói cái chuyện người B để nó sanh ra cái sự chia rẽ, tương tự như vậy thì là nói độc ác đấy, đúng không? Rồi samadinasinasa, samadina thì chúng ta dùng theo nghĩa là thực hiện nha, quá khứ phương từ. Sinasa tức là đối với các học giới, đối với các điều học mà đã được thọ trì, thì không có vượt qua, tức là không có vi phạm những cái học giới mà thuộc về thân và khẩu như vậy. Thì ý đăng tao quá kiên silanti panhassa visacchana. Thực vậy, đây là cái gì? Đây được gọi là, đây là visacchana hô tí nha. Ý đăng visacchana, visacchana là cái câu trả lời. Ý đăng visacchana hô tí đây là câu trả lời cho panhassa, cho cái câu hỏi rằng kiên silanti, gì là giới. Rồi. Vậy chúng ta quay trở lại trong quý bằng gà tất cả thai nhỉ. Rồi, quay trở lại các bạn trích dẫn nữa nè. Đấy. Thì Awitikambo ở đây cũng trình bày giống như phần trong phần bên kia rồi. Cho nên chúng ta qua cái đoạn này, đó, Samadina. Ồ, N có chấm hay N không chấm? Và trong đây thì sử dụng N có chấm, không chấm thì nó đúng hơn đó. Đúng rồi, không chấm thì nó đúng hơn nha. Ở đây chúng ta có chấm là nhầm rồi nha. Trong Vipanga Atakata đấy. Chúng ta đây là ét hai sáu ra sinh năng âu tích cam sinh năng kỹ đam để bồi dưỡng nhất sinh năng kiến tăng sinh năng để đề sinh căn sinh năng để bồi dưỡng nhất sinh năng kỹ nguyện để tập bằng trở ở đây sáu ra sinh năng âu tích cam sinh năng kỹ y đam như vậy là y đam để bồi dưỡng nhất sinh năng. Đây là cái điều giới, đây là điều giới như thế nào? Chúng ta tách ra ở đây tức là cái gì? Ní cộng với pariyaya. Không có trong đó đâu. Cái này là quý băng gá, cái đoạn bao nhiêu? Đoạn... đoạn gì cho nên này à, đoạn 511 đó chú dạy đoạn 511 nha. Đâu mà giặt ngon vậy? Đúng rồi nha. Cái chữ mà Pariya giá này đó,
xong quá đó. Các kiểu các kiểu hoan nghênh xíu rồi. Cái câu này chúng ta sẽ thấy rằng cái gì có hai cái vế mà đối nghịch với nhau. Khi mà chúng ta phân ra cái gì si lá theo bốn nghĩa, một là cái gì sang qua lá si lăng. Ở xin lỗi, một là cái gì chia tá na, đúng không? Thứ hai đó là chia tá si cá. Thứ ba nữa đó là sang qua lá. Và thứ tư đó là avitikamma. Thì sang qua lá và avitikamma đó, đây là giới mà từ cái gì nip pariya nhé. Còn chia tá na và chia tá si cá được hiểu là giới tự nhiên pariyaya. Mà pariyaya ở đây chúng ta dùng rất là nhiều nghĩa. Pariyaya nó có nghĩa là sự chuẩn bị, nó còn nghĩa là phương cách, mà nó còn nghĩa là thứ tự. Nó cũng có nghĩa là cái cách thức, cái phẩm chất. Các bạn chờ xíu, cái Pariya Yato này ta cần phải hiểu như thế nào về cái chữ này. Chúng ta coi ở trong ở đây đã. Yato Mười Sanghikam Pariyaka Parikandara. Sunna atana bri harati ti eta duwi da sudi ko ha ko sudi ni pariyaya to ba ni pariyaya to. Có thứ tự có cách thức, hoặc như là không có thứ tự có cách thức. Cái này là cái này là dukkha nibbana artha dukkha nibbana. Cái này chờ xíu nha, để mà pada dasar nama mandela hi pria nyena sutta akana priharti nama thật vậy. Pria nyena với cái cách thức tức là thọ trì tam quy sutta nama. Như vậy tên là Pariharati, người mà giữ gìn cái sự thanh tịnh của mình bằng cái việc, bằng cái cách thức. Hoặc như người mà hoàn thiện cái việc thanh tịnh của mình bằng cái việc mà thọ trì tam quy. Tathapanchahisilehi
Dasa Hisile Hit. Rồi bắt đầu là với năm giới, với 10 giới. Và tu Prasuti Sidina, Tamachanina, tức là sau khi mà thọ tâm, tức là sau khi mà quy ngưỡng tam bảo, rồi bắt đầu là gìn giữ năm giới, tám giới, rồi bắt đầu tu tập chứng đắc Tamachanina, để nhất thiện cho đến gọi là phi tưởng phi tưởng xứ, rồi cũng như là chứng đạt đến A-la-hán đạo. Aratapale Patitito Kina Savo cho đến khi mà trở thành bậc lậu tận. Như vậy thì chúng ta gọi là có phương pháp nè, ta gọi là có phương pháp. Đúng rồi. Như vậy chúng ta dùng theo cái nghĩa tức là cách thức hoặc là phương pháp. Có rất nhiều nghĩa lắm nhờ. Chúng ta phải hiểu nó ở cái nghĩa nào cho nên sẽ mới đi kiếm gì. Tại sao được gọi là phương pháp? Tại được gọi là phương cách. Bởi vì sao? Cái chia tán na và chia tế xí cá, đây anh đang ám chỉ tới hai cái trạng thái thuộc tính của tâm lý đồng sanh với lại tâm thiện. Còn khi mà đề cập đến sanwara, tức là cái sự giới theo nghĩa tức là sự thu thúc mà bằng phải phương cách, bằng cái sự thực hiện thể nghiệm ra, và cái sự mà tu tập tuân tự từ cái việc đó là ba tí mốt khá sanwara sila, tức là bằng giới, bằng niệm, bằng tinh tấn, bằng trí, bằng sự kham nhận, vân vân. Khoảng như awitikama cũng là cái vị giới mà có được nhờ cái việc mà không có vi phạm, tức là phải thực hành trọn vẹn, làm hoàn thiện những thiện pháp thuộc về thân và khẩu. Như vậy là có cái sự gì? Có cái phương cách, có cái phương pháp thôi. Cho nên chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Phương cách hoặc như là thứ tự, cách thức hoặc như là thứ tự. Rồi, như vậy khi mà bốn cái đó sẽ phân ra làm hai nhóm. Một là Pariyaya và Nipariyaya. Đối với cái gì Nipariyaya tức là không có phương cách. Chết. Nhầm ý rồi. Cái chữ mà gọi là Nipariya Yem đó, chúng ta còn dùng theo nghĩa rất là gì? Không thuộc về tâm lý nhỉ? Không thuộc về tâm lý. Hoặc y như không thuộc về tâm lý là gì? Không có trừu tượng. Không có thuộc về tâm lý là không có trừu tượng. Mang nghĩa là cái gì? Giới này phải được thanh tịnh bằng những cái pháp mà tu tập hiện thực, bằng những cái cách thức. Ví dụ như phải có cái sự nỗ lực, tinh cần, phải dùng trí để quan sát, chứ không phải là cái khía cạnh gọi là trừu tượng theo trạng thái tâm lý như là chê tá na và chê tá xí cá. Đây là hai thuộc tính tâm lý nha. Chúng ta dùng cái nghĩa đó nha. Rồi, như vậy là đúng rồi đây. Rồi, kế tiếp chúng ta quay trở ngược lại trong Nibbanga 511 thì cái phần chỉ dẫn cho đây là cái gì? Batimokka Samvaro, đúng không? Đúng rồi, Batimokka Samvaro. Rồi, Batimokka
Chữ sanguaro ở đây nó giải thích là cái gì? Trong quý văn giá ở đây tên là Kajiko Abitikambo Wachi Wachasiko Abitikambo và Kajika Wachisako Abitikambo, tức là không vi phạm bản thân, không vi phạm không vi phạm thuộc về thân, không vi phạm thuộc về lời và không vi phạm thuộc về thân và lời. Thì cái đó được gọi là sanguara. Thì có nghĩa này chúng ta gọi là sanguara Patitha. Patitha tức là dùng cái cái nghĩa gì? Đang giải thích cho cái khía cạnh tức là Patimokkha này. Patimokkha với cái nghĩa là Patitha adiyaranang sangyamo sangwaro mokkhang ba mokkhang kusalana. Một loại những cái nghĩa phía trên này ha. Thì ở đây Patitha nhiều nha. Thì ở đây Patitha này Yasma bana Patimokkha sangwarasile Patikusasandiya Patitha ti nama tasma tang Patitha ti butang Patithati wa ethati ku kusala dhamma wa kusala dhamma ewa wa etha patithati ti patitha ayamatho được gọi là patitha nama vô ích, được gọi là patitha tức là cái sự trợ giúp. Giới có nghĩa là sự hỗ trợ, sự nâng đỡ, sự giúp đỡ. Được gọi là sự nâng đỡ gì? Sasaniya trong giáo pháp này, tức là vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo giới gì? Với cái mà Bhikkhu Patimokkha Sangwarasila, với giới, với mà Patimokkha thanh tịnh về giới này, sự thu thúc về trong các học giới như vậy. Vị tỳ kheo với cái giới thanh tịnh nhờ vào cái việc mà thu thúc trong các học giới. Thì như thế nào? Thì sẽ hỗ trợ. Patithati, Patithati, xin lỗi, đây là Patithati, Patithati chứ, Patithati tức là vận trú. Do vậy được gọi là Patithati. Như vậy chúng ta nên ở đây là Patithati nha, chứ không phải Patithati nha. Đây này, Patithati, qua đây mới là Patithati nha, nó khác nhau nha. Patithati là gì? Là động từ hiện tại cho cái một biết cú, và qua tới đây là gì? Được gọi là Patithati. Patithati là danh từ nữ tính, mang nghĩa là sự hỗ trợ, sự nâng đỡ. Tức là cái gì? Vị tỳ kheo mà với giới đã được thanh tịnh, tức là với cái sự thúc luyện và học giới như vậy, đó sẽ bị an trú ở trong giáo lý, ở trong lời dạy Đức Phật. Và chính do vậy đó cho nên cái gì? Chính do vậy cho nên mới được gọi là Patitha, tức là sự nâng đỡ. Chính vì khi mà vị tỳ kheo mà có cái sự mà gọi là tha thiết, tinh cần, nhiệt tâm trong vấn đề gìn giữ những lời dạy Đức Phật, thì nhờ như vậy giáo pháp mới được trường tồn. Thì nhờ như vậy cái yếu tố này, tức là yếu tố từng mỗi thành viên trong tăng đoàn ha, sẽ là yếu tố gọi là gìn giữ cho giáo pháp được trường tồn. Và khía cạnh tức là phải thực nghiệm, phải làm sống lại cái lời dạy đó, chứ không phải là bằng qua các hình ảnh, qua các gọi là cái hiện vật như là chúng ta hiểu, tự hiểu hình đấy. Bác tiếp theo tiếp ở đây hoặc là ha, hoặc là cái gì? Patithati wa ethapiku, hoặc là vị tỳ kheo ở đây đó, vị tỳ kheo như thế nào? Vị tỳ kheo đứng vững. Đứng vững ở đây. Patithati, Patithati đều đứng vững. Hoặc là cái gì? Hoặc là kusala dhamma wa ethapatitha hanti ti. Patithatha hanti ti. Hoặc là các thiện pháp mà đã được an trú, mà đã được gọi là làm cho các thiện pháp làm cho trường tồn, làm cho khởi sanh hả, dẫu ra cái động từ mà bát tiết há tiết là cái gì, vững trú. Nhưng mà cái gì ở đây là ép thái là ở đây, hoặc là những cái thiện pháp, tức là làm cho thiện pháp được sanh khởi liên tục như vậy. Đó. Thì như vậy cũng được gọi là Patitha. Patitha theo cái mấy nghĩa? Cái nghĩa đầu tiên tức là cái gì? Vị tỳ kheo mà gọi là gìn giữ giới cho được trong sạch như vậy sẽ được vững trú ở trong giáo pháp này, cho nên mới được gọi là Patitha. Cái nghĩa thứ hai đó là cái gì? Tức là vị tỳ kheo
đứng vững. Nên sau khi gìn giữ trong đó, sau khi gìn giữ cái giáo pháp như vậy, sau khi gìn giữ an trú ở trong giáo trong giáo pháp như vậy, thì khiến cho thiện pháp được khởi sanh liên tục, thì như vậy cũng được gọi là tích hợp. Anh giám đốc cô, đây là cái ý nghĩa, cái nghĩa được trích dẫn ở trong một cái phần kể đầu tiên trong quyển sách Tiếng Phật Giáo là nhờ vào đây cho luôn giả bút đắc cô nó chỉ cái thời gian nó vô là tức là sau khi mà cái gì sau khi trốn ở trong giới rồi bắt đầu là cái gì narosapanyo là cái gì là người mà có trí đó rồi bắt đầu mới tu tập gì tu tập samatha và vipassana ha. Thì đối với vị tỳ kheo naro anh chỉ là biết cứu này nè trong các phần chú giải quý sư có cái có học rồi naro tức là biết cứu tức là vị tỳ kheo mà có trí, mà trí ở đây tức là do quản lành của thiện nghiệp nha, tức là anh chị tức là tí theo chú cá có tí xanh đi nha. Rồi vị tỳ kheo đó nhờ vào đó là tục sinh bằng tâm tam nhân vậy và kết hợp với cái gì atabi và dipako tức là cái sự cẩn trọng, đó là cái sự mà nhiệt tâm và cũng như cái sự mà cẩn trọng ha, tức là trí quán xét này, cho nên mới tu tập cái chiết tăng và chiêu tu tập cái samatha và vipassana đại diện chiết tăng và kinh nha này, thì nhờ vậy vì đó cho nên nó thoát được ở là cái gì cái lưới tham ái này mới gỡ được cái lưới tham ái theo cái gì là batitha đó. Thì như vậy giới là dùng theo cái nghĩa gì, xin lỗi batimokha theo cái nghĩa là batitha tức là nâng đỡ hỗ trợ cái hoạt động quần chúng là cái yếu tố khiến nâng đỡ hỗ trợ. Sư ở đây cái chữ Nipako là dịch là người mà có trí là có thể sử dụng cẩn trọng có trí cảnh tỉnh đó. Rồi chữ a đi ở đây theo nghĩa là cái gì cô cha đi cô sala nan dhamma cái phần trích dẫn chúng ta đã học rồi nha. Ở đây tức là cái gì cô cha gì là cái gì gì là đối với cái thiện pháp ở đây tức là cái gì tasma tí ha toan utani cô sala giúp hệ số tức là này của tí giá à này của tí giá ở đây ý hát ở đây nè cảnh tỉnh cái phần đầu trong các thiện pháp trước ông nên là ông nên thanh tịnh phần đầu trong thiện pháp cái này chúng ta học rồi đó và gì là cái ban đầu các thiện pháp tức là thanh và tri kiến được ngay thẳng trích dẫn trong sanh đức tên ca giá bữa trước chúng ta học rồi về cái gì cái tri kiến ngay thẳng anh chị tức là tri kiến về nghiệp và quả của nghiệp kamasakata đi thế nhỉ còn si la suvisuddhi si la suvisuddhi này suvisuddhang này tức là sự thanh tịnh về giới anh chỉ là bốn khía cạnh suvisuddhi si la cái đó được gọi là adi nhỉ tức là cái phần đầu đó vâng vâng rồi còn giới còn được nghĩa hiểu theo cái nghĩa tức là charanang nữa ở đây nó nhiều lắm chúng ta bị ngắn bớt ở đây chúng ta sẽ thấy là charanang có nghĩa là đề tăng charana sasikantaya ở đây cái từ mà sarika gì sarikata chúng ta dùng theo nghĩa là ta đề điều này đó thì giống như tôi đã nói nó tự kéo hai nghĩa một nghĩa đi quan hai là thành đấy nhỉ cho nên là khi bà đã làm cái gì
ta tạm ngưng tại đây, tạm ngưng không có coi thêm ha, chúng ta chỉ coi cái phần trích dẫn thôi, chứ bây giờ nó dài quá, nó nhiều quá rồi chúng ta đi nữa nó đang mang nữa. Nó chỉ là cái gì imina bate mokka sambare ubeto thôi, ubeto 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 dưới đây đúng được cái chữ nè. Rồi thôi như vậy là bắt đầu chúng ta quay trở lại, quay trở lại trong patisavita bakka arakatha nhỉ. Rồi đây. Trong cái phần này đó, khi mà đề cập về cái gì sangwara thì với cái phần kể trên tức là patimokhe satiye wanya nang khan itathe wanya wiriya tan ti me dhamma sangwara ti pakasita. Dạ, cái phần chú giải nha. Dạ. Thì cái phần đầu tức là với cái nghĩa là cái gì? Patimokha rồi đúng không? Rồi bây giờ tới cái nghĩa tức là cái gì? Sati sangwaro. Sati sati sangwaro tức là sự thúc điểm bằng bằng niệm. Thì đây trong cái phần trích dẫn ở đây tức là cái gì? Pachimanika nhá, tức là trong đây. Mình trích dẫn ở trong Digarika nhá. Tức là chắc kumaru bang biswana diga nimittak gahi hoti nanup yanjanak gahi nanup yanjanak gahi yatwa di karna menang chắc kundri yang asang kutang viharantang abicca domanasa babakka akusala dhamma anwasa weyo tasasang waraya patipajati rakati cakundri yang cakundri ye sang warang apa jadi ti adina tiga tiga ya. Ở đây tức là cái gì? Tức là rupang diswa, khi mà nhìn thấy cảnh sắc với con mắt rồi bắt đầu nimittak gahi nha. Gahi tức là cái gì? Từ động từ gaha tí nha, mà gahi tức là người mà nắm lấy. Và nếu biết tăng tức là nhìn nát, người đó không có nắm lấy cái gì, cái dấu hiệu cái biết tăng này, cái tướng đó hả, cái dấu hiệu ở đây ta chỉ là những cái tướng chung đó, ví dụ như là dáng vóc, đây là người nữ, đây là người nam, vân vân. Rồi cũng như là nát còn biết anu chen chen á chúng ta còn nghĩa là cái mang nghĩa là cái gì, là phụ âm đó hả, và anu chen chen á chỉ là những cái tiểu tiết, những yếu tố nhỏ nhặt ở trên người, trên cơ thể, vân vân. Tức là không có nắm giữ tướng chung và tướng riêng đó. Cái cụm này thì sử dụng trong kinh điển rất là nhiều ha. Rồi ở đây tức là cái gì? Giác tòa đi karana mê tăng. Tức là giác tòa ha. Ô là thành V rồi này. Rồi adi karana tức là sự thực hiện đó ha. Rồi chắc khuân ri giang anh chị tức là cái gì? Anh chị tức là nhãn căn asang hú tăng, nát sang hú tăng là không được thúc điện. Mà quý hát răng tăng tức là người đó khi mà đang sống với cái nhãn căn không được thúc liệu adikarana chúng ta còn dùng theo nghĩa tức là nguyên nhân. Adikarana e năng ở đây anh dịch là e tăng nha, etang đó, adikarana etang, tức là khi mà nhãn căn không được thúc liệm, chính do gì cái nguyên nhân đó, chính là với nguyên nhân là khi sống, khi mà người đó khi đang sống mà với con mắt không được thúc liệm thì như thế nào? Abicca domanassa tức là abicca tức là tham hả, ái tham, domanassa tức là cái sự khó chịu hiểu trong tâm, tức là tham ưu, ba bát ca, akusala dhamma, tức là các pháp mà ác bất thiện. Anwasa weyung tức là khởi sanh, xuất hiện. Có thể đây khả năng gặp được. Rồi đối với vị đó là sangwaraya patipajjati, vị đó gìn giữ, hộ trì với con mắt. Rồi apajjati tức là có cái sự mà gìn giữ trong cái con mắt. Ta nghĩa là tức là cái gì? Tức là khi vị ấy thấy cảnh sắc với con mắt thì vị đó không có nắm giữ, không có ghi nhận, không có bám chặt vào cái gì dấu hiệu chung và dấu hiệu riêng. Và cái nguyên nhân mà khi mà sống không có sự tích lũy như vậy đó, khiến mà cho
tham và ưu và ác mặc niệm các khởi sanh, có thể khởi sanh. Thì đối với vị đó đó, thì vị đó bát tít bát chát tít nè, thì vị đó thực hiện cái việc gọi là thúc niệm trước đó, là ngăn lại, ngăn trừ lại cái sự thúc niệm đối với con mắt. Rồi chắc quân thứ gì sang qua răng là bát chát tít là thực hiện cái việc mà thúc niệm trong con mắt. Đấy. Thì cái phần này ở trong Vinaya Nikaya 1213 Indriya Samvaro nha, trong cái kinh mà Samanyapala ha, là kinh thứ hai đó. Tao đại vương ha, vị tỳ kheo nè, Vutta Dwaro Hoti, Dwara là cái gì? Là môn hoặc là cửa, và Vutta là sự phòng hộ. Tức là thế nào á, các thân là thế nào là vị tỳ kheo có cái sự phòng hộ đối với căn môn, Indriya xuất trong các giác quan của mình. Rồi ở đây ha, vị tỳ kheo là khi mắt thấy sắc chủ tự sẽ biết phúc này. Đấy, một loạt những cái phần như thế này. Rồi chúng ta coi cái gì chúng ta coi một cách ha. Ở đây này, trong cái đoạn 23 này, Indriya Samvarakatha này, trong cái đoạn này đề cập đến cái gì? Indriya Sugata Dwara Vachaniye. Trong cái sự mà giải thích hả? Uttá là quá khứ phân từ nha, của động từ mà gobeti nha, có nghĩa là được hỗ trợ, được gìn giữ. Trong khi mà giải thích về các căn môn được hỗ trợ, thì đây là chất khu narupan, tức là thấy cảnh sắc với con mắt. Ở đây là ai dân chắc khu sắc đồ các thái chi bút đá chắc khung hi quá tá tí giác hà hát. Chữ chắc khu ở đây đó nó mang các nghĩa sau, như là cái nghĩa đầu tiên ha, tức là bút đá chắc khu quá tá tí ha. Cái chữ mà sắc, cái chữ chắc khu này này, đôi khi đó các thái chi là đôi khi đó nó được dùng cái nghĩa đó là bút đá chắc khu, đó là cái gì mà phật nhẹ, chúng ta đề cập đến năm cái loại mắt đó. Như trong cái phần mà cái gì Buddha chắc khu na lô căng vô lô kết sát tì tít ma học đó. Tức là đề cập đến trong cái phần là đại phẩm của luật nha, đề cập đến khía cạnh chính nhà ma hoặc đó, chính ở đây này, cái tiêu đề nó là pramaya chana katha nha, pramaya chana, ya chana tự động từ ya chánh ý nha, tức là cái việc mà khẩn cầu của phạm thiên sa hàm bát ý đó, thỉnh đức thế tôn mà thuyết pháp, yeah. Vì rằng sau khi giác ngộ, tức là trong cái phần ma hoặc đó này, cái phần đầu tức là cái gì sau khi giác ngộ này. Tức là sau khi giác ngộ khi mà ngài trú tại Uruguela này, Nirinchara này, dưới cái cỏ cây mà Bồ Đề như vậy, và cái thời mà Pathama, Pisambuddha thơ sơ thời giác ngộ đó, rồi bắt đầu ngài mới quán chiếu về cái gì? Yadaha Vipatupavan Idama, tức là cái chiều thuận và chiều nghịch của Quý Duyên Khởi. Thì đến cái đoạn số 9 này, tức là cái gì? Lúc đó, ngài thấy rằng tức là cái gì? Trong cái thế gian này, thì chúng sanh mà hiểu được cái giáo pháp và cao tột mà ngài phải quân tu, hai ba năm kỷ niệm trong ngày đại kiếp dường như là không có gì, cho nên ngài không muốn thuyết pháp nữa. Chính do vậy đó cho nên là Pramano Sampati nha, cho nên là hiểu được cái tâm ý của Đức Phật, cho nên là cái gì mới đi xuống thỉnh cầu Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp. Thì cái đoạn số 9 là cái đoạn đây. Số 9
Đoạn số 9. Chúng ta đang ở đâu và sao? Sao mình nhắc lá lá này? Trước đây, trước đó là sẽ mở cái gì ta? Đi ngắn cái cây A, 23. Rồi. Tức là cái đoạn mà gọi là chắc khú. Tức là tùy tiện theo cái mắt thấy sắc đó hả? Đấy. Trích dẫn theo báo số 9 rồi. Ở đây tức là bốn đế chắc khu nào lô căng vô lô kê xí hả? Bốn đế chắc khu nào lô căng vô kê xí. Rồi bậc đạo sư hả? Quý đi tòa hiểu được cái gì? Cái mong mỏi của Phạm Thi như vậy. Cho nên các run nhân vì do cái duyên mà gọi là cái gì? Cái lòng bi mẫn đối với ở trong nơi tất cả chúng sanh. Cho nên ngài mới vô lô kê xí gọi là quán xét thế gian bằng Phật nhãn. Bằng cái trí tuệ của ngài, bằng cái Phật nhãn, bằng con mắt trí nè. Xem cái bao chúng sanh này đó là trong thế gian này có những người nào có thể hiểu được hay không. Cho nên trong cái đoạn này sẽ sử dụng cái là bút đắc chắc khu na, tức là ngày dùng Phật trí để quan sát được hơn. Rồi bắt đầu mới đưa ra cái hình ảnh, tức là giống như hoa sen như vậy đó, thì có những loài hoa, có những hoa sen đó thì có thể là còn chìm trong bùn. Có những hoa sen là thoát khỏi bùn và là đang nằm ở trong nước, và có những cái hoa sen nó đã trồi ra lên khỏi mặt nước rồi. Đây ha, Buddha Karika là Buddha Kaya tiếp một loạt cái chữ đây thế nào, chúng ta chích cái ra nhỉ, cái này đi vô nữa thì thôi nó sao. Rồi như vậy cái tiếp nữa là cái gì, cái đó là Phật nhãn nha. Rồi cái tiếp cách thái chí đôi khi đó được sử dụng theo nghĩa là sắp ra chúng ta nhà đó sanh ra thế saman saman ta chắc khu mí hả, theo cái nghĩa tức là cái gì toàn trí nè, saman ta chắc khu với cái bậc. Cho nên bữa trước khi mình đề cập đến năm cái loại mắt đó, thì sao mình ta chắc khú ở đây đồng nghĩa ra cái gì? Sắp bình vô tình nha nó, vì là nó có bản chất đó là cái gì? Nhất thiết trí nha. Ví dụ tất tha rung măng, đâm măng, sắp bú đề, su bề đó, và xa đó, mà rì ha, sắp mình ta chắc khú tí hả? Tên là này su bề đó, tất thu ba măng, giống như như vậy. Ở đây là Ari hát là sau khi mà leo lên cái gì, cái tòa lâu đài Ba Sa Đăng mà được làm bằng pháp như vậy. Mang nghĩa ra tức là cái đoạn số 8 đó, cái đoạn trên đó. Rồi chung quy là cứ đề cập đến gọi là năm cái loại trí nha, năm cái loại mắt đó. Rồi ở đây tức là năm mắt chắc khú nè, tức là pháp nhãn nè. Pháp nhãn thì đồng nghĩa với cái gì? Ariya magga hả? Đây, Ariya maggataya panya nha. Cũng nằm ở trong mắt hoa cá luôn nha. Nhưng mệt rồi, làm miếng mở rồi. Sư mẹ sẽ dịch chỗ chữ tắc khu, tắc năng. Tắc khu, tắc năng như vậy. Rồi ở đây là cái gì? Khi mà đề cập được đâm mấy chắc khu, tức là có con mắt pháp ở đây anh chị. Tức là cái gì? Khi mà gọi là quý ra chân, quý tâm anh làm đâm mấy chắc khu, u đa bà đi. Quý ra chân ở đây tức là cái gì? Không có cấu bận. Quy ta ma lá tức là không có bị bụi nhơ nha, quy ta quá khứ phân từ thì sử dụng tính từ tức là không có cấu bẩn, không có bụi nhơ, thì cái con mắt hiểu về pháp ám chỉ tức là cái bậc sơ quả. Cho nên ở đây đề cập nè, Ariya magga tái giá tức là ám chỉ thì ba cái thánh quả, ba tâm đạo đầu tiên đó hả? Khi mà thấy niết bàn lần đầu tiên, thấy liễu ngộ được tứ thánh đế và có niết bàn là đối tượng đầu tiên. Rồi chắc không Udabari nhà Udabari trong bài kinh năm mươi chắc các tôn tao sáng nhỉ, chuyện pháp luân. Rồi bức bê ni hòa xa đi nhà năng ban nhà chắc khu ở đây tức là cái gì, tức là cái tuệ nhãn ở đây đồng nghĩa với cái gì, túc mạng minh đó hả, túc mạng trí đó. Rồi deep b nè, deep ba chắc khú hả, deep ba chắc khú thì đồng nghĩa với cái gì, agata thane số tức là thiên nhãn minh thấy về tương lai nha,
tuệ tuệ nhãn ở đây tức là thấy về tiền kiếp, thiên nhãn tức là thấy về tương lai. À, các bạn tha đi, các bạn ghi những cái yếu lý này vào nè. Các vị ghi cái gì? Buddha chắc khú thì anh chị tức là dụng vật trí rồi. Cái tiếp là Sammanta chắc khú thì bằng Sappanyutta nha đó. Và đây tức là Sappanyutta nha đó, Sankhate tức là trong cái bản chất nhân tiết trí đó, tức là nhờ vào. Rồi kế tiếp là cái gì? Dhamma chakkhu thì bằng với cái gì? Arya Maggantaya Panya, ba loại trí đạo đầu ha. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Panya chakkhu tức là tuệ nhãn đối với cái gì? Đối với những cái tiền kiếp, nó bằng với là búp bê đi qua xa, búp bê đi qua xa nhà đó hả? Bên đi qua xa nhà đó. Cái tiếp là đi ba chắc khu thì bằng như Agatathane. Agata tức là quá khứ tương tự nha. Agatathane đó. Chỗ sẽ đi đó. Xin lỗi. Agatathanesu tức là trong những cái nơi mà đã đến nha. Đi bất chắc khố là trong những nơi mà đã đến. Xin lỗi. Đấy, tay nhầm. Agatha không phải nhầm. Agatathane. Rồi kế tiếp là Basara chắc khố. Basara chắc khố tức là cái gì? Đó chính là mang sẽ chắc khố đó là nhục nhã. Basara là cái gì? Những yếu tố mà tế bào ở trong các thực. Rồi như vậy chúng ta quay ngược lại. Như vậy ha, thì được gọi là sati samvaro, tức là cái gì? Với cái sự thúc liễm các giác quan như vậy ha. Được gọi là sự thúc liễm nhờ vào niệm. Rồi sau đó là cái phần kẻ này chúng ta đã học rồi nha, gia lý này. Thì đây được gọi là Jnana Samvaro. Rồi Pachayapati Seva. Cái đoạn này thì chắc bữa sau chúng ta học đi. Chúng ta tạm biệt tại đây. Buddha sanang jarantihalo, Buddha sanang jarantihalo, Buddha sanang jarantihalo, saru saru saru.